Xin rất cảm ơn ban tổ chức đã giúp cho tất cả mọi người được an vui, được nhìn thấy lấy cảnh sống động thiên nhiên, những cây thông thẳng thắn. Để thích tâm và sửa tâm, chúng ta phải thẳng thắn, người tu vô vi thẳng thắn, thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời. Không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến, nên nằm hẳn trong tâm chúng ta. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng. Chính do tâm chúng ta tự đạt, phải tu. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là tánh chất của tôi từ nhỏ đến lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ. Đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt. Đó là Phật tánh mọi người đều có. Mà nếu chúng ta hướng ngoại, vọng động, tham sân si là không làm được. Cho nên tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng. Phần hồn của chúng ta bất diệt, không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự thao gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này. Nhân quả rõ ràng, chúng ta thực hành trong luật nhân quả để tiến thân. Cho hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau, xây dựng và trao đổi thực chất và không phải đặt những sự ảo ảnh. Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông, những núi hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đều có. Trực diện quý vị đã thấy núi hiên ngang, cây thông trực tiến, thiên đàng không có một cây méo, tôi đã nói rồi. Trên kia không có một người bùa, tôi cũng thường nhắc các bạn. Không có chỗ nào ô trược, không có chỗ nào mất trật tự. Ở thế gian có, tại sao? Tại mất trật tự. Người này muốn làm điều của chính họ, không cần biết người khác, không được. Phải thực hành cho chung. Một bước đi, một lời nói của chúng ta cũng quan trọng. Phải xây dựng cho chung mới là đúng. Trình độ của vô vi phải tiến tới vậy. Chúng ta có bất phân tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ để làm gì? Không phải. Tâm thức mọi người có, sự sống động trong tâm thức có khối óc. Thế gian không có ai chế được. Mà chúng ta làm chủ tâm thân, khối óc mà trở về thanh tịnh thì óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh. Và chính chúng ta không bao giờ lường gạt chúng ta nữa. Phải thích tâm, phải dày công. Chứ không đợi tôi phong, người ta phong chức tôi mới theo, không được. Cái đó là sai lầm. Tự thức, thức hòa đồng mở, thì tự nhiên điện năng dồi dào, tâm thức dồi dào. Đức Phật không có làm việc cho một người, làm việc cho tất cả. Sự thanh tịnh của Ngài đưa cho tất cả. Bây giờ chúng ta phải học cái đường lối đó, trở về với thanh tịnh. Làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Làm tiểu sự khắp thế giới, các bạn xem TV thấy giết chóc hàng ngày, có lợi lộc gì đâu. Phê phái đạo này giết phê phái đạo kia, chúng ta không làm cái đó nữa. Và chúng ta phải khai triển tâm thức. Chiếu thiên địa này trời đã ban tinh vi rõ ràng, mà chúng ta khai thác ra mới có cơ hội tận hưởng và thấy rõ hạnh phúc. Lời nói tôi đang nói đây do sự cộng đồng của trời đất hình thành, tôi mới có âm thanh. Mà gia tăng trí tuệ đó là những người đi trước đã bán bố, tôi mới có.
thì chúng ta cố gắng hành tới đó rồi chúng ta sẽ có hết. Mỗi người chúng ta là bình đẳng, mỗi người chúng ta sẽ đồng tiến. Một nước nhân dân không có tâm thức bình đẳng là chỉ tạo khổ cho nhau mà thôi. Trong gia đình không bình đẳng cũng tạo khổ cho nhau mà thôi. Trong một tôn giáo, trong một môn phái tu học mà không bình đẳng cũng gieo khổ cho nhau thôi. Ràng buộc cho nhau, không có tiến được. Cho nên chúng ta phải thành tâm nhớ ơn trời Phật và khai triển trật tự của chính mình. Chúng ta trở về với trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Óc chúng ta sẽ sáng, trí chúng ta thấy mình. Chúng ta có một cái pháp đêm đêm thực hành. Đó, tại sao có soi hồn, pháp luân thiền điện làm cái gì? Tất cả đều đem lại trật tự cho chính mình. Các bạn hít nguyên khí của càn khôn vũ trụ để lập lại trật tự. Và các bạn thanh tịnh để cho ổn định óc các bạn sáng. Của báo đó các bạn. Không có ai chỉ cho các bạn cái đó. Những người chúng tôi đã hành nói lại cho các bạn biết. Những người nhiều bạn đạo đó hành cảm thấy thanh tịnh. Càng ngày hành càng thấy sự sai lầm của chính mình. Thì không có cần phải nói chuyện tiền kiếp. Tôi thấy rõ sự sai lầm tôi. Ngày hôm nay thì tự nhiên tôi biết được luật nhân quả từ đâu đến. Từ tiền kiếp bây giờ tôi phải nhận lãnh. Và tôi phải nhịn nhục mới giải tỏa cái nghiệp chướng của chính tôi. Mà những bạn đã đồng hành với chúng tôi và nghe những lời tôi và thực hành nhịn nhục, mọi sự sẽ êm vui. Và tương lai phần hồn sẽ sáng suốt, không có bị kẹt nữa.